và cặp đôi đầu tiên tôi mới vừa ship thành công thưa quý vị là hai nhan sắc hiện nay trong làng showbiz Việt. Wow. Còn bây giờ mình hãy cùng xem họ là ai. Wow. Trời ơi. Ơi. Rất là tình cờ khi mà ngày hôm nay hai khách mời đến tự nhiên thấy hai bộ đồ giống như là mua chung chỗ vậy đó. Cái này nó gọi có hai chữ thôi bé ạ, à. Hàng chợ đó. Vô lăng tình yêu 19:30 chủ nhật hàng tuần trên HTV7 từ ngày 11 tháng 10. Đừng bỏ lỡ những tiết mục đặc sắc của Vô Lăng Tình Yêu tại TikTok Madison Entertainment.